Hello, xin kính chào cả nhà yêu mến Triple J Family Kitchen. Đây, bữa nay cái món này rất là đặc biệt. Gần 10 năm rồi mới nấu lại cái món này. Đầu cá salmon, xương cá salmon mà mình đem đi làm cái gì bây giờ? Ngoại trừ nấu cái lẩu canh chua cá hoặc là đi nấu bún cá. Lấy cái xương này đi nấu bún cá nó cũng giòn mà nó ra cái nước ngọt mà cái sụn cá salmon này nấu rất là ngon. Còn món cuối cùng mà mình sẽ làm nữa là mình sẽ đem đi nó kho mà giống như kho ngót ngót á, với cà chua, với khóm. Và có cái lá rau cần tàu á mà mình bỏ vô mình kho ngót á, nó rất là thơm. Mà tại vì bữa nay mình có nhiều cái rau cần này quá rồi, mình không biết làm gì với nó hết. Một là đi nấu hủ tiếu Nam Giang mà làm biếng nấu hủ tiếu nên mình phải ăn cái món này. Hello chị Vân, San Diego. Đây, bây giờ cái nước này là cái nước không? Nước khóm. Khóm thường thường mua ở Costco về 2 đồng 99 một trái á. Mình ăn á, mình gọt ra mình ăn mình chán chê rồi, cái bắt đầu cái cùi á, thường thường nhiều người ta ăn bị ngứa răng, tưa cái lưỡi, thành ra cũng chẳng ai thèm ăn hết đó. Nhưng mà cái đó là cái bổ nhất trong cái trái khóm. Cái cùi khóm là cái chất dinh dưỡng rất là nhiều, đừng bao giờ bỏ cái cùi khóm. Mình cắt nó nhỏ ra giống như mình ăn, nhưng mình đừng thèm ăn, mình dục nó vô ngăn đá cũng được. Khi nào mình uống smoothie với lại chuối với khóm rồi đó, mình lấy cái cùi khóm mình quay sinh tố uống cũng rất là tốt. Còn không nữa đó thì mình đem đi lấy cái cùi khóm á, mình nấu canh chua hoặc là mình nấu súp mấy cái canh ngót ngót đó, cho nó ra nước ngọt. Nhưng mà mình nấu như vậy thì mình sẽ không được ăn sát, tại vì khi mình nấu lên sơ trong cái cùi khóm nó rất là khó ăn, khó nuốt. Bỏ thì ổn mà ăn nhai thì cũng dễ bị hóc cái họng lắm. Cho nên khi mà mình để trong ngăn đá rồi, cái cùi khóm mình quay nó ra thành cái nước, thì đây là cái nước khóm của mình. Mình quay nước khóm ra, có thể mình làm cái lẩu, mỗi lần mình nấu lẩu canh chua Thái Lan tôm dâm á, mình đừng có nấu bằng nước lạnh không, cái nước lẩu ăn nó rất là dở. Mình phải nấu bằng nước súp gà với lại nước khóm. Mà khóm lon mình mua trong chợ đó thì nó cũng rẻ lắm. Mình không có thích đồ quá chất, nó bảo quản trong hộp nó có rất nhiều cái quá chất trong đó, mình không có nên dùng đồ hộp nhiều, hạn chế ha. Hạn chế tối đa. Mình khóm có, mình để ngăn đá xong mình quay ra xong rồi thì mình lấy cái nước khóm mình làm nước nấu lẩu, hoặc là mình nấu canh chua, hoặc là mình nấu canh ngót. Bữa nay mình lấy cái khóm, cái cùi khóm trong đông đá ra, mình xay nhuyễn nó ra, mình đổ nó vô đây thay vì mình quay sinh tố mình uống, mình không uống. Với lại mấy cái trái cây khác, bữa nay mình quay qua mình làm cái nước này để mình kho cá salmon, kho đầu cá salmon mà kho bằng cái nước khóm. Một cái cùi khóm á, hai bọc cùi khóm á thì mình đem lấy nước mình đun sôi lên. Rồi còn cái khóm mà mình ăn được á thì nó còn cái miếng khóm nhưng mà mình để trong đông đá. Thường thường khóm á lúc nào mua về một trái nó cũng bự lắm, 2 đồng 99 trong Costco to lắm, không có ai ăn cho hết á, nên nhà này không ít ăn nhưng mà cũng phải mua. Cái mình để nó vô từng bịch ziplock nhỏ trong freezer, khi nào mà mình quay sinh tố thì nó cũng có lạnh sẵn rồi, không cần phải dục nước đá nhiều mà cái đồ ăn nó cũng ngon. Rồi đây, cá salmon này là của một người bà con cho, chị Mai Hiên cho, thành ra cho nhiều quá rồi bây giờ không biết làm sao ăn cho hết. Mình cũng chia 5 xẻ 7 với lại mấy cái family của bạn của mình rồi. Bây giờ mình còn được 2 phần, hôm qua mình nấu canh chua cá salmon rồi, ăn quá chừng ngon luôn, ăn với bún. Rồi cái cà chua này của chị Kim Thoa ở nhà, chị trồng organic á, chị cho mình luôn, thành ra mình cũng cây nhà lá vườn, bữa nay mình nấu những cái đồ organic ăn vui đó. Bữa nay mình kho cá ha. Bây giờ nãy giờ mình đun nó sôi lên là có nước mắm, có nước khóm, mình nêm nó sơ sơ, mình đun cho nó lên sôi trước rồi mình bỏ cá vô mình kho cho nó rụt xác luôn, kho ngót cho nó rụt xác, cho mấy cái xương cá này nè mà kho về chắc là nó rụng rồi luôn. Kho với khóm với cà chua chắc là ngon lắm, kho ngót ngót. Cá này đâu kho quéo được, cá mà kho quéo mà giống như cá kho tộ thì phải lấy cái thịt salmon mà file á, mà mua cái loại mà nó lóc hết xương rồi á, thì mình có người thì người ta thích cá salmon đem đi chiên lên chấm nước mắm me. Có người thì ăn theo kiểu Mỹ thì nướng, mướn bơ, có người chiên. Có người thì đem cá salmon đi kho tộ theo kiểu cá bông lau. Mà mình không thích, mấy đứa nhỏ nó chỉ thích ăn nướng theo kiểu Mỹ thôi. Còn mấy đem đi chiên, chấm nước mắm me, chấm nước mắm. Không nữa thì bữa nay đầu cá đó, đầu cá bông lau mà đem đi nấu lẩu thì nó quá ngon rồi. Bây giờ còn cái này nó hầm bà lằng, vừa xương vừa đầu.
mà mình kho kiểu kia không được, mà mình cũng không có muốn nấu canh chua nữa. Bây giờ mình đem qua mình kho kho ngót, không có kho mặn nha, cái này kho nó vừa đủ, có chút xíu mặn, có chút xíu vị ngọt, có xíu vị chua đó. Đây đây, bây giờ cái đồ của mình đây, hay một mình tự biên tự diễn luôn, tự biên tự diễn nha, mấy em học ở trên trên online hết rồi. Một mình tự cầm camera livestream luôn, một tay nấu một tay gấp. Ở nhà giờ vui, không có chuyện gì, không có chuyện gì bận rộn ra. Đây cái đùi của cá salmon nè, thịt không mà nha, chỗ này thấy gì mà thịt luôn mà. Cái này á, mà có nhiều người họ thích đem bỏ bơ vô họ nướng á, đút lò đó, rồi cuốn bánh tráng ăn cũng được, rồi đem ra cái bộ xương hầm đi nấu theo kiểu bún cá Đà Nẵng đó. Rồi cái này mà bộ xương cá salmon này ngọt như vậy mà đem đi nấu với lợi nấu theo cái kiểu mà bún cá Đà Nẵng đó là ăn cũng nhức nhối lắm á, nhức nhối bên cái gối luôn á. Sụn này ngon không? Giờ xương này, xương này mà mình hầm, thay vì mình phải đi mua thuốc bổ dầu cá của cá salmon, nó có cái dầu cá omega đó, mình mua về mình uống cho nó bổ mắt. Rồi cái tinh dầu từ cá salmon ra nó rất là tốt. Cá salmon nó có hai loại ha, một loại từ biển Alaska thì nó rất là tự nhiên cá biển thật sự, còn có một cái loại đó là nó nuôi trong farm, trong hồ nhân tạo chứ nó không phải bằng biển. Thành ra trong Costco nó bán cũng hai loại đó, một loại là từ Chile mà nó nuôi farm raise, nó nhập qua Costco, còn cái loại mà của Alaska rồi đó, hay mấy cái khu biển đó, thì cái cá salmon đó ăn nó ngon hơn. Em tự biên tự diễn mình em. Hết ăn sáng quay qua ăn trưa xong giờ phải lo luôn cơm chiều. Hello cô Mai Hiên, bây giờ em đang làm cái cá kho ngót nè. Mình bữa nay mình không kho nước lạnh nha, mình kho bằng cái nước khóm luôn á, bảo đảm là nó ngọt, ngọt từ cái khóm là bảo đảm ngọt thanh lắm. Cá này nó đã ngọt rồi, rồi thêm mấy cái cà chua nè, rồi thêm khóm tươi nè, rồi thêm cái cùi khóm mà mình xay sinh tố nhuyễn ra vậy đó, là coi như tận dụng cái trái khóm từ đầu đến đuôi luôn. Quá hấp dẫn ha, quá hấp dẫn ha. Nhìn một đống ớt này nữa nè, hồi mình cho một đống ớt này vô là nó có cái mùi cay vậy thì nó không có còn cái mùi tanh. Cá thường thường nó phải nướng bơ lên thì nó thơm lắm, còn không có bơ thì phải bỏ rất là nhiều hành tỏi vô. Mình còn một keo dưa tỏi ha, mình mà muốn ăn cái này mà mình ăn với dưa tỏi nữa, ăn dưa tỏi xong cái mùi có mùi xong rồi cái lại lại cầm lên là có mùi xong rồi đi khử mùi xong rồi trùm mền đi ngủ, ngủ xong 2 ngày sau hết mùi vậy thôi. Mà ăn tỏi thì rất tốt, mùa cảm cúm sắp tới rồi nên mình nấu ăn phải bỏ nhiều gia vị, hành tỏi, ớt, tiêu, gừng, càng nhiều càng tốt, ăn để chống bệnh. Nấu ăn mà không bỏ nhiều gia vị nhiều khi nó cũng có cái mùi mùi lắm, mà bỏ nhiều mùi thì mình cũng có mùi luôn, mùi thơm trong đồ ăn ra rồi nó toát ra mồ hôi cũng nhiều mùi. Nhiều mùi thì xịt dầu thơm, xịt dầu thơm rồi đi đi ngậm, đi tẩy răng, đi sục miệng, uống nước trà đủ thứ hết, thiếu gì cách. Ngon quá, bảo đảm cái này mà mình kho mặn mặn gì mà mình không thích ăn cơm mình ăn với bún cũng được. Một đi ra rửa rau nữa là coi như một thao rau, quá hấp dẫn. Ở nhà rảnh quá, giờ làm nội trợ thôi, biết làm gì nữa giờ. Mấy nhỏ nó học rồi mình cứ ra làm vườn, trồng bông, trồng rau, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, nhà housewife, không đi đâu hết. Mấy nhỏ homeschooling, chừng nào tụi nó đi học lại vô trường hết rồi thì mình rảnh tay được một chút. Còn giờ thì phải ngồi canh chừng lính của mình, ba ông tướng của mình, ba ông tướng, ba ông ba cái laptop. Còn ông sếp thì đi làm, mình xếp thùng.
Nhà này ai cũng quan với tướng, có mình xếp thùng. Nhưng mà không có mình là bảo đảm đói. Không có mình là đói, về nhà là đói, chẳng lẽ ăn nhà hàng mỗi ngày. Hoặc là đi ăn hamburger hoài đâu ăn nổi. Bây giờ buông cái nhà bếp một tuần lễ thôi, đi ăn nhà hàng thôi là rụng rời hết. Không cách nào ăn chịu nổi hết. Rồi, xôi rồi. Tranh thủ kho cho xong để buổi buổi chiều còn đi là chơi với tụi nhỏ làm chuyện khác nữa. Rất là Việt Nam mi luôn. Tụi nhỏ ăn đồ Việt Nam riết cũng ngán, thành ra cũng phải xen kẽ đồ Mỹ, đồ Mễ, đồ Ý, đồ hamburger, đồ thêm cho tụi nhỏ, chứ mình nấu Việt Nam mi 100% tụi nó ăn riết cũng ngán. Ăn một cực, một tuần cũng phải có mấy meal ăn, mấy cái bữa ăn ăn đồ nước ngoài, không phải đồ Việt Nam. Tụi nó thèm hamburger lắm, pizza, rồi đồ Mễ, rồi đó, đồ Ý, rồi đó. Thích ăn lắm. Cái cần này nó thơm dữ lắm, mình trồng ở nhà nó thơm phức luôn, nhưng mà nhiêu ra chắc nhiều quá mình không có dùng hết cho cái nồi cá này đâu, chừa lại ít thôi. Mình nấu canh ngót với cà chua với khóm với thịt bò cũng được, nấu canh ngót cũng được. Phải là thấy rau cần rồi đó là phải kiếm nó ăn, để em thôi đầy cái sân vườn hết, nó già quá không ngon. Thường thường ngoài chợ mình mua bắp cần á, mình thấy nó quá dài luôn, không dài thòn lòn luôn vậy đó, đâu có thơm lắm đâu, nó nhìn thấy nó bự thôi chứ thật sự nó không ngon, không có thơm, nhiều lúc cũng đắng. Còn ở nhà mình trồng không có bỏ phân bón gì hết á, nó thơm lắm. Đây, ở nhà ngày thường thì làm nội trợ nấu ăn, cuối tuần thì nghỉ xả hơi, tụi nhỏ không có học, ngày thứ bảy thì thỉnh thoảng thì cuối tuần đi ra ngoài sân phạt biển đồ đó chơi, còn ngày thường thì giờ mình phải mắc kẹt với tụi nhỏ nó học, mình cũng phải ở nhà giữ nó chơi với nó. Housewife, chủ nhật thì đi nhà thờ, thứ bảy thì đi chơi ra phạt ra biển family time. Một lúc mình đi làm thì mình cũng đi làm. Đây, thôi mình bỏ khóm vô luôn đi cho nó ngọt. Đây, dầm mì hả? Này là người ta chơi keyboard, người ta chơi trong ban nhạc là người ta nói one one man band ha. Là một người chơi keyboard là control nguyên cái ban nhạc phải không? Đọc diễn không? Giờ mình dân YouTuber chuyên nghiệp là người ta có người cameraman, rồi người ta cầm, người ta quay, rồi người ta upload lên. Mấy bà đầu bếp chuyên nghiệp Mata rồi đó. Là dân professional, người ta cooking show rồi ha. Còn mình tự mình là amateur. Mình chơi vui. Mình chơi vui với family của mình, Facebook của mình. Đây, tại nhiều người ủng hộ, nhiều người khoái thương Chip của Jay Family, thành ra yêu cầu là có text message cho mình, có nói là thích family của Triple J Cooking Family, vui vui nhộn, thành ra yêu cầu mình quay quay phim rồi livestream cho coi cho vui đó. Thấy không, mấy người family thương Triple J nè, thấy không cô Tường Vi. Đây em làm cá cá salmon kho khóm với kho ngót ngót, kho cà chua nè. Rồi, nhiêu đây nguyên cái nồi cá salmon này mà kho kiểu này chắc là đi ăn với bún luôn á, kho ngót ngót kiểu này nè. Nước khóm không à. Không có chén nước lạnh. Đó. Và bây giờ là mình sẽ cho hành cho nguyên một chén hành của hành tím này mà mình cho nó vô luôn cho nó thơm. Kho này dặn lửa riu riu vài tiếng nữa cho nó rục cái xương của nó, giống như là mình slow cook vậy đó. Nhưng mà mấy cái đồ này mà bỏ vô trong mấy cái máy instant pot rồi mấy cái đồ pressure cook kho vậy á, chắc mình nghĩ nó không ổn đâu, mình không dám làm vụ đó. Cái cá mà đậy lại có cái mùi kho kiểu đó mình thích, mình dặn lửa nhỏ nhỏ thôi, chừng nào nó rục sát thì nó rục mà nó không có bị bể nát ra, nó vẫn nhừ ở bên trong đó. Nhừ mấy cái xương thôi, bỏ nhiều củ hành tím vô. Hòa
hồi nó sẽ nó ra cái mùi của hành tím này nó thơm lắm. Này chắc mấy em nhỏ không ăn được thì không sao. Joseph thì bây giờ nó ăn đồ ăn Việt Nam cái gì nó cũng ăn được hết đó. Nên là Joseph nó thuộc hai phe. Cái phe người lớn là ăn đồ Việt Nam nhiều hơn đồ Mỹ. Còn hai cái em nhỏ đó là ăn đồ Mỹ nhiều hơn đồ Việt Nam. Cũng ăn nhưng mà không phải món nào em cũng ăn được. Còn anh Joseph, anh hai đó là anh ăn tất cả các món ba mẹ ăn. Nấu món gì anh cũng ăn được hết á. Mà đồ Mỹ, đồ Tàu, đồ Nhật, đồ gì anh cũng ăn được hết á. Anh dễ lắm. Anh hai anh ăn rất là dễ. Đó, thành ra đó, như đây ớt là hơi Joseph là ăn cũng được không sao. Cho nó ra cái mùi mùi cay thì nó. Rồi chừng nào kho chín rồi cái bắt đầu mình bỏ cái đây gì vậy? Mẹ kho cá, mẹ kho cá, cá xong. Đó, bỏ ngò vô nữa là xong. Rồi. Bếp độc diễn luôn, một mình em múa luôn. Nãy giờ ăn trưa xong rồi scramble egg bánh mì đồ xong hết rồi mấy em back to class, break time, học online tiếp. Mình không có học, mình chỉ ngồi làm bảo vệ thôi. Mình chỉ ngồi nhìn mấy em không có nhảy anh computer là mình làm security thôi. Rồi mình phải làm cái chuyện housewife của mình, white house. Ủa lâu phải làm gì được làm white house trong tòa bạch ốc hả? Mình làm housewife. Housewife suốt ngày coi news tòa bạch ốc ghét rồi cứ lộn white house với housewife hoài, lộn qua lộn lại. Đây. Rồi bảo đảm này là ngon, không có cần dùng bột ngọt, không có cần phải dùng đường nhiều quá. Ngọt từ khóm, ngọt từ cà chua, ngọt từ cá ra. Cái nước khóm này rất là ngọt, yummy. Nhớ nha, ai mà bỏ cái cùi khóm là uổng lắm đó. Mua trái khóm về gọt ăn xong, cái cùi nhớ cắt nhỏ, bỏ vô từng bịch ziplock đông đá. Khi nào mà uống sinh tố, đem ra quay với khóm, với chuối, với dâu tây rồi đó, rất ngon. Mà nó cũng lạnh hết rồi, từng phần trong tủ đá đem ra uống rất là ngon. Còn không á, lấy cái cùi khóm quay sinh tố, đem ra smoothie, nấu cái nước lẩu tôm dâm á, thay vì nấu nước lạnh thì phải nấu bằng nước khóm với nước súp gà, cái lẩu ăn mới rất ngon, không lãng phí cái gì hết. Yummy. Bye bye cả nhà. Rồi xong.